Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái vườn lan, hoa lan của anh bạn mình. Thì gần đây nhất là năm 2020 thì mình có quay video cho mọi người xem một lần rồi. Lúc đó cũng rất là nhiều bụi hoa lan đang nở. Và sau 2 năm thì mình quay lại đây và quay cho mọi người xem. Thì vườn lan sau 2 năm đã thay đổi rất là nhiều nha mọi người. Nhưng mà có một cái điều không đổi là bây giờ vào là mùa xuân và vườn của anh bạn mình thì đang nở rất là nhiều hoa. Và hôm nay mình sẽ đi quay cho mọi người xem một vài cái loại lan đẹp nở trong vườn nha mọi người. Hoa đang nở rất là nhiều. Đầu tiên ở sau lưng mình, thấp xuống một xíu ha. Đó là những cái suối hoa hạt vĩ mọi người. Mình phải gọi là suối hoa nha. Mọi người thấy không? Trồng rất là dễ luôn đúng không? Ở trong những cái đường ống nước như này thôi mà cây phát triển rất là tốt. Và hoa nè. Hoa này thì vừa mới bung được. Tính tới nay thì những cái bông này thì thường là nở ngày thứ nhất, ngày thứ hai mọi người. Hoa vẫn chưa bung hết. Nếu mà khi mà bung hết thì hoa nó sẽ rất là đẹp nha. Mọi người nhìn nha. Cái này nếu mà ai mà ngồi đếm bông hoa chắc từ sáng tới chiều đếm không hết luôn mọi người. Hoa hạt vĩ. Lan hạt vĩ. Thì ở trong vườn anh bạn mình thì trồng rất là nhiều cái loại lan thân thòng nha mọi người. Lan thân thòng rất là nhiều. Hạt vĩ nè, giả hạt nè. Đó, chủ yếu là hạt vĩ và giả hạt. Từ những cây lớn tới cây chai rất là nhiều. Nguyên khu vực treo trên cao là toàn bộ là lan giả hạt hết. Còn ở bên vắt này là lan hạt vĩ. Bây giờ qua coi mọi người coi cái dàn nụ bên này. Dàn nụ bên này rất là sướng nha. Nụ này mọi người. Mọi người nhìn cái dàn nụ như như pháo luôn nha mọi người. Cái dòng hạt vĩ thì hoa rất là sai bông. Hoa cực kỳ sai bông luôn nha mọi người. Đó. Thì cắt từ dưới gốc thì khoảng chừng khoảng 30 cho tới 40 cm là chúng ta đã có hoa rồi. 30 cho tới 40 cm là đã bắt đầu có hoa nha mọi người. Và mọi người sẽ thấy nha, những cái cây mà không có cọng lá nào như ở bên này thì hoa nó nở rất là nhiều. Nó thậm chí như cái thân hàng hoa trên tay mình đây. Hoa của nó cắt có tầm khoảng 5 cm thôi mọi người. 5 cm, cắt gốc khoảng 5 cm là đã có hoa nha mọi người. Từ bên này đổ xuống là hoa toàn bộ. Đó, cắt 5 cm là đã có hoa rồi. Còn những cái thân mà nó tươi tốt, nó không bỏ lá như này thì nó lại không có hoa nha mọi người. Bởi vì riêng những cái dòng lan thân thòng thì nó cần phải có một cái khoảng thời gian gọi là mùa nghỉ á, cây rụng lá và phân bố mầm hoa thì nó mới ra hoa được. Nên là khoảng tầm tháng 11 âm lịch nếu mà mọi người chơi lan thì mọi người nên nên cắt nước nha. Mời mọi người xem này, những cái chậu lan trồng rất là đơn giản nhưng mà phát triển rất là tốt. Rêu xanh kín vườn nha. Rồi, bên này là một trong những cái chậu lan khá là thích nha mọi người. Bên này là lan quế tím. À, quế tím nha mọi người. Ở đây có 1 2 3, tổng cộng là 4 chậu quế tím. Mình sẽ dẫn mọi người xem mọi người thích cái chậu nào nhất. Chậu nào cũng bung đẹp hết mọi người. À, cây này thì nó có 3 cái tên gọi là quế tím, dáng hương lá dày, hồng sắc. À, mình tìm hiểu trên mạng nó có ba cái tên gọi nha theo tiếng Việt Nam. Còn tên khoa học thì mình không biết. Mọi người tự tự tra Google nha. Hoa rất là đẹp. À, thực ra mình chỉ cần gọi cho chúng ta biết hiểu về nó là được rồi đúng không? Mọi người xem. Phê lắm mọi người. Quá đẹp luôn đúng không mọi người? Hoa của lan quế tím thì nó sẽ có một cái mùi hương nhẹ nhẹ. Một cái mùi hương nhẹ nhẹ mọi người ạ. Thoang thoảng. Nhưng mà nếu mọi người trồng nhiều và cái vào cái thời điểm đang trưa thì nó sẽ rất rất thơm nha. Rất là nhiều người thích trồng trồng lúa rồi trồng đủ thứ hết. Nhưng mà mình thấy trồng chậu vẫn là cách trồng mà dễ chăm sóc nhất, tiện nhất. Và nó vẫn đẹp nha, nó không hề không đẹp đâu, rất là đẹp. Ở đây là một cái bông, cái vòi bông khá là dài thì nó sẽ dài được khoảng cho tầm 40 cm mọi người. 40 cm và cái bông của nó phân nhánh mọi người nhìn thấy không? Đó, cái cành bông nó phân làm 3 nhánh mọi người thấy không? Một nhánh chính và hai nhánh phụ hai bên từ một vòi bông nha. Cái này thì mình nghĩ là cái cây dòng này thì mình chăm tốt, đồng thời cái gen cây nó phân nhánh thì hoa nó sẽ phân nhánh thôi. Nếu mà cái gen nó phân nhánh mà mình chăm không tốt thì mình nghĩ nó cũng không phân nhánh. Rồi tiếp theo mời mọi người ngắm cái dàn rễ của những cây lan này nha. Mọi người thấy rễ sướng không? Đó, rễ trắng muốt luôn mà nó rất là mập mạp nha mọi người. Đó, rất là mập mạp luôn, lòng thòng ra bên ngoài. Cái này nếu mà như mình thì mình chắc mình tỉa bớt đi chứ nhiều quá. Rồi, bởi vì thực ra những cái rễ lòng thòng nó không có hút được nhiều dinh dưỡng bằng những cái rễ trong chậu đâu. Cái cây nó lớn nó phát triển là nhờ những cái rễ mập như này nè mọi người. Mọi người nhìn thấy không?
nó có sẽ có trong chậu len nó sẽ có những cái rễ mập như này. Đó, những cái thằng này mới hút chất dinh dưỡng chính đấy mọi người. Những cái thằng dài này nó để cho đẹp thôi chứ nó không hút nhiều dinh dưỡng bằng những cái thằng mập ở bên trên nó đâm vào trong chậu đâu. Rồi. Bây giờ mình mời mọi người, mình dẫn mọi người qua bên góc bên này. Sẽ có những cái chậu trầm nha mọi người, chậu trầm đẹp lắm. Đi lùi không biết sao không biết. À, có một cái cây cây ngân xuân. Cái bọn này thì mình gặp rồi nha mọi người. Cây ngân xuân này thì theo như mình tìm hiểu cái lúc cây mình bị bệnh á, một hồi đó mình bị nguyên một giò to luôn. Là cái bệnh này là bệnh rỉ sắt mọi người xem cái lá nó nè. Bị bệnh rỉ sắt, cái bệnh này nó kinh khủng lắm. Và mình thấy là cái bệnh này gần như là không chữa được nha. Chúng ta tốt nhất nên phòng thôi, chứ còn những cái bệnh này mà khi nó đã bị rồi là mình bị nguyên một gốc lan rất là to. Một gốc ngân xuân luôn mọi người. Nó cực kỳ to luôn, cả mười mấy cây bị hết toàn bộ cây nào bị bệnh này. Thì mình tìm hiểu là bệnh này bệnh rỉ sắt. Phun phòng, phun chữa là phun cái Anvin, nhưng mà mình thấy chữa không ăn thua đâu. Cái này gần như không chữa được. Cứ bị là cây nó suy, nó xấu lắm. Mọi người nhìn này. Rồi đi qua bên này, mình sẽ dẫn mọi người xem mấy cái bụi lan bên này đẹp lắm. Rồi tiếp theo mời mọi người xem cái chậu trầm nha. Hôm nay cái video hôm nay thì mình sẽ quay từng chậu, từng giò cho mọi người thôi. Cứ đi tới đâu mình sẽ quay cho mọi người xem tới đó. Đây là trầm tím rừng nha mọi người. Đó, mọi người xem cái dàn nụ của nó khiếp không? Mọi người nè, đó. Nụ lên như pháo luôn mọi người. Hy vọng là nếu mà tầm một tuần nữa có dịp thì mình sẽ ghé lại đây coi cái nụ này, hoa này nó nở. Nếu mà mọi người xem video, mọi người like nhiều, ủng hộ mình nhiều, mình quay cho mọi người xem nha. Trồng thì đơn giản mọi người, nhìn nè. Đó, từ trong cái chậu đất, đó, sau đó là trồng cái cây trầm ở trong. Và thời gian thì độ ẩm nó tốt thì rêu nó mọc lên khá là nhiều. Rêu mọc kín miệng chậu luôn nha. Nhìn nó rất là tự nhiên và đẹp. Và thường thường người ta hỏi là cái cây trầm nó có dài không, thì đây là những cây trưởng thành và là những cây cực kỳ dài rồi. Thì nó sẽ dao động khoảng tầm 50cm thôi nha mọi người. Cây trầm nó không có dài đâu, nó chỉ tầm 50cm đổ lại, nó không có dài như cây dại hạt. Nhưng mà cái ngắn nó lại đẹp, có cái nét đẹp của cây ngắn nha mọi người. Bởi vì ngắn như này á, thì nó sẽ không có bị gãy gập ở phần gốc, ở phần đây nè. Nếu mà trồng quá dài á, thì nó sẽ thường cái cây nó sẽ hay bị gập chỗ này. Cho dù mọi người có trồng lên gỗ hay là trồng lên gì thì cây nó rất hay bị gập. Đây phần lấy ví dụ cho mọi người xem luôn. Cây dại hạt nó sẽ hay bị gập như này. Mọi người nhìn nha. Đó, nó sẽ hay bị gập ở phần gốc như này. Còn cái cây thân cây trầm mà nó ngắn thì nó sẽ không có bị gập như thế. Đó. Nên là chơi cây trầm rất là hay. Và đặc biệt một điều nữa là không phải ai cũng nhà ở có diện tích lớn để mà có thể chơi những bụi lan lớn dài, thì cây trầm này là một lựa chọn, nó vừa gọn vừa đẹp. Hoa của trầm thì thôi khỏi phải nói, cực kỳ thơm. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái chậu hoàng lạp. À, chậu này rất kinh khủng, mình nghĩ chậu này ít nhất là phải trồng tầm 5 năm trở lên mới ra được một cái chậu như này nha. Mọi người xem cái dàn rễ của nó kinh khủng luôn, nó xiết vào nhau. Lớp này quấn lớp kia và mầm tơ mọc lên rất là nhiều mọi người ạ. Mầm tơ mọc nhiều kinh khủng luôn. Đó, và cái bụi này thì nó to chắc một vòng tay mình ôm. À, những cái bụi này tới mùa hoa thì mình nghĩ nó sẽ không dưới 50 vòi hoa đâu mọi người. Và mọi người nhìn nè, ngoài cái gốc nó bị rễ quấn quá nhiều rồi thì cái cây nó sẽ tự mọc các cái mầm ở phần ngọn của cây nha mọi người. Ở ngọn cây nó sẽ mọc các cái mầm con. Đó, nó ở dưới nó bị bịt mất cái mắt ngủ, bịt mất cái chỗ nó nảy mầm rồi, thì nó mọc trên lên trên các cái cây con ở trên như này. Đó, mình giải thích cho mọi người nó là như vậy. Đó, và cây con mọc rất là nhiều và nó thành từng chùm này, nhìn đã mắt đúng không? Đẹp lắm mọi người. Cái này mà tới mùa hoa thì thôi rồi luôn á, hoa hoàng lạp cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, và bên đây mình gửi mọi người xem hình ảnh của những cái giò dại hạt nè. Dạ hạt nè mọi người, thấy không? Đó, và ở dưới thì là cái khu ươm cây. Toàn bộ các cái lan ở dưới là toàn bộ là lan đột biến đó mọi người. Ngày xưa thì giá trị nó rất là cao. Ngày xưa anh em mình cũng trồng, giá trị nó cũng cao lắm mọi người. Nhưng mà bây giờ thì giá nó nhiều khi còn rẻ hơn cả hàng rừng. Đó, thì ở đây là khu vực ươm cây. Rồi còn bên này thì các cái chậu này mọi người nhìn thấy không? Trồng rất là dễ thương, rất là đẹp đúng không? Đó. Rêu xanh lên, mọi người hay hỏi là rêu xanh như này thì mọi người có thể thích thì có thể cấy rêu vào trong, hoặc là mọi người nhưng mà cái yếu tố quan trọng và tiên quyết nhất để mà có rêu xanh mọc như này thì là độ ẩm phải tốt nha mọi người. Độ ẩm không tốt thì rêu nó chết chứ nó không có mọc được đâu.
hồi xưa mọi người có hay thấy cái bụi giáng hương thiệt to của Phương không? Phương mua của vườn anh này, anh bạn Phương anh chia lại cho Phương á. Bên này là các cái bụi giáng hương tại Bảo Sắc anh mới gầy giống lại này mọi người. Đó, trồng lên trên cục dớn, mọi người có thể trồng lên gỗ hoặc trồng lên dớn. Giáng hương tại Bảo Sắc đặc trưng của khu vực Tây Nguyên thì nó sẽ có ba màu hoa là trắng, tím, vàng trên bông hoa, có nghĩa là ba màu trên một bông hoa nha mọi người, còn nó chỉ có một mặt bông nhất định thôi. Đó, tem Bảo Sắc là vì vậy á. Những cái giò này thì toàn bộ là được trồng ở trên dướn, dướn này là dướn đá nha mọi người. Dướn đá, cái này thì người ta cắt từ cây dương sỉ ra. Đó, cắt từ cây dương sỉ ra dùng để trồng lan là chính. Thì mình thấy trồng lên dướn cũng ok bởi vì những cái dòng này nó dễ sống lắm. Nhưng mà mình thấy trồng ở trong chậu hoặc là trồng ở trên những cái cục gỗ thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn nha. Còn do bởi vì dướn này nó có cái sợi nó mảnh á. Đó, thì mình nghĩ cái rễ của nó bám sẽ không có bằng cái cục gỗ tròn hoặc là trồng trong chậu. Như mình lan đơn thân mình trồng trong chậu thấy nó đẹp lắm. Mọi người xem này. Lan thân thòng này. Đã không? Quá đẹp luôn đúng không? Nó phát triển theo chiều dài. Mời mọi người ngắm nha, mời mọi người chiêm ngưỡng nha. Thì thực ra những cái dòng lan dẻ hạt này nè, thì tới mùa này nó rụng lá thì nó sẽ ra hoa đẹp. Còn nếu mà nó còn nguyên lá như này thì chủ yếu là nó sẽ ra cây nhiều, chứ nó lại không ra hoa được nhiều nha mọi người. Mọi người lưu ý như vậy. Nếu mà trồng mà muốn ra hoa đẹp nhiều như cái hạt vĩ đó, thì tới tháng 11 âm lịch mọi người phải cắt nước đi, thì nó sẽ ra hoa nhiều hơn, đẹp hơn. Vừa rồi thì mình vừa dẫn mọi người đi xem một vòng vườn lan. Mọi người trong cái vườn lan này thì mọi người thích cái loài lan nào nhất và thấy tâm đắc ở cái điều gì nhất trong cái vườn lan này, mọi người cùng để lại ý kiến ở phần bình luận nha. Và nếu mọi người đón chờ những cái loại hoa lan nở tiếp theo thì mọi người đừng quên bấm nút đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của bên mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ạ. Tạm biệt ạ.